Xin chào các em. Trong tuần trước chúng ta đã học hai cái dạng toán liên quan đến ma trận địa đảo. Dạng thứ nhất là tìm điều kiện để cho một cái ma trận vuông A lớn khả nghịch. Và thứ hai là trong trường hợp A lớn khả nghịch thì chúng ta ôn lại cái cách để tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A lớn. Và chúng ta biết rằng là một cái ma trận A lớn nó sẽ khả nghịch khi và chỉ khi định thức của ma trận này khác không. Còn việc tìm ma trận nghịch đảo của một cái ma trận A lớn khi nó khả nghịch thì chúng ta sẽ dựa vào cái cấp của nó. Chúng ta lại nhắc với nhau một tí xíu về cái cách tìm ma trận nghịch đảo, bởi vì những dạng toán chúng ta sẽ tiếp tục học trong cái buổi học hôm nay nó sẽ liên quan đến cái việc tìm ma trận nghịch đảo. Chúng ta dựa vào cấp của ma trận A để tìm ma trận nghịch đảo của nó. Cụ thể là nếu ma trận A là một cái ma trận vuông cấp 1, tức là ma trận A chỉ có chứa một phần tử A nhỏ khác không, khác không là để cho nó khả nghịch, thì lúc đó ma trận A mũ trừ 1 nó cũng là một cái ma trận vuông cấp 1 và chứa một phần tử là 1 chia cho A nhỏ, tức là 1 chia cho cái phần tử của ma trận A lớn. Nếu ma trận A lớn của chúng ta là một cái ma trận vuông cấp 2 thì cái việc tìm ma trận nghịch đảo nó cũng dễ nhớ. Cách nhớ đó là ma trận A mũ trừ 1 lúc này nó bằng 1 chia cho định thức của ma trận A nhân với một cái ma trận vuông cấp 2. Và cái ma trận vuông cấp 2 này được suy ra từ ma trận A cấp 2 ban đầu bằng cách là chúng ta đổi chỗ hai phần tử trên đường chéo chính. Còn hai phần tử trên đường chéo phụ thì chúng ta đổi dấu. Rất là dễ nhớ như vậy. Còn nếu mà ma trận A lớn của chúng ta từ cấp 3 trở lên thì chúng ta có hai cách để tìm ma trận nghịch đảo. Cách thứ nhất là chúng ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Ta ghép cái ma trận A lớn chung với ma trận đơn vị Y cùng cấp với nó. Bằng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, ta đưa ma trận A lớn về ma trận đơn vị Y thì cái ma trận Y ở phía sau cũng bị biến đổi theo, nó trở về ma trận A mũ trừ 1. Và cách thứ hai đó là dùng công thức. Thế hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập các dạng toán cũng liên quan đến ma trận nghịch đảo. Dạng toán tiếp theo tôi muốn giới thiệu các em đó là dạng toán đề cập đến tính chất của cái ma trận nghịch đảo. Ma trận nghịch đảo thì nó có tính chất gì? Nó có 3 tính chất sau đây. Tính chất thứ nhất là ma trận nghịch đảo của cái ma trận nghịch đảo của ma trận A, tức là A mũ trừ 1 rồi mũ trừ 1 nữa thì nó bằng A. Đó. Tính chất số 2. Tính chất số 2 là ma trận nghịch đảo của ma trận chuyển vị thì nó bằng ma trận chuyển vị của ma trận nghịch đảo, tức là AT mũ trừ 1 thì bằng A trừ 1 mũ T. Tính chất thứ 3 nó liên quan đến ma trận nghịch đảo của ma trận tích. Cụ thể là AB mũ trừ 1 thì nó bằng B mũ trừ 1 nhân A mũ trừ 1, tức là ma trận nghịch đảo của ma trận tích thì bằng tích của hai ma trận nghịch đảo nhưng mà thứ tự chúng ta viết ngược lại. Các em có thấy không? A trước B sau, bây giờ qua nghịch đảo thì là B trước A sau, B mũ trừ 1 nhân với A mũ trừ 1. Để cho vận dụng, có cái điều kiện để vận dụng các tính chất này thì chúng ta sẽ xét xem một số ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, nếu A khả nghịch thì mệnh đề sau đây đúng hay sai? 2A tất cả mũ trừ 1 có bằng 2A mũ trừ 1 hay không? Thế chúng ta thấy trong cái ví dụ số 1 này nó có một cái mệnh đề được phát biểu là ma trận nghịch đảo của ma trận KA, K là 2, nó bằng K lần ma trận nghịch đảo của ma trận A. Thế hồi nãy trong ba tính chất mà chúng ta
vừa nhắc đến không có tính chất nào đề cập đến ma trận nghịch đảo của ma trận KA. À, như vậy chúng ta có thể nghĩ đến là mệnh đề này sai. Nhưng mà muốn chứng minh nó sai thì chúng ta phải cho ra một cái phản ví dụ. Tức là chúng ta phải chọn ra một cái ma trận A lớn như thế nào mà nó không thỏa mãn cái đẳng thức cái mệnh đề này. À, trong cái mệnh đề này nó có cái liên quan đến cái A mũ trừ 1. Tức là khi ta chọn một cái ma trận A lớn thì chúng ta phải đi tìm ma trận nghịch đảo của nó. Vậy thì bây giờ cho phản ví dụ thì ta nên khéo léo ta chọn cái ma trận A lớn như thế nào mà để cho cái A mũ trừ 1 nó dễ dàng tính toán. Vậy thì có lẽ mình nên chọn A là ma trận vuông cấp 1 đi. Tại vì ma trận vuông cấp 1 thì việc tìm ma trận nghịch đảo là hết sức đơn giản. À, xin nhắc lại cái cách tìm ma trận nghịch đảo của ma trận vuông cấp 1. À, chúng ta biết rằng là nếu ma trận A lớn chỉ chứa một phần tử là A nhỏ thì ma trận nghịch đảo của ma trận A lớn là 1 trên A nhỏ. Tuy nhiên lúc này là A nhỏ phải khác không? À, ta chọn ma trận A lớn cụ thể như sau. A lớn chứa một phần tử là số 1. Vậy thì ma trận 2A thì nhân một số với một ma trận thì ta lấy số này nhân với các cái phần tử của ma trận đó. Như vậy thì ma trận 2A là ma trận chứa một phần tử là số 2. À, bây giờ có 2A rồi, ta suy ra 2A mũ trừ 1 thì áp dụng tính chất trên này. Nếu 2A là cái ma trận chỉ chứa một phần tử thôi thì ma trận nghịch đảo của nó cũng chứa một phần tử, và phần tử đó là 1 trên cái phần tử của 2A, tức là 2A mũ trừ 1 thì bằng 1/2. À, như vậy là ta vừa tính toán được cái nhóm này. Bây giờ chúng ta tính 2A trừ 1 và so sánh với nhau. Muốn tính 2A mũ trừ 1 thì đầu tiên ta tính A mũ trừ 1 trước. A bằng 1 thì cái ma trận nghịch đảo của nó là 1 chia 1. 1 chia cho cái phần tử của A nhỏ, của A. À, đó là 1 trên 1, tức là 1. Bây giờ tính 2A mũ trừ 1, lấy 2 nhân với A mũ trừ 1, lấy số nhân với ma trận. Ta lấy số nhân với cái phần tử của ma trận đó. Như vậy chúng ta được là số 2. 2 nhân 1, đây là 2. À, chúng ta so sánh hai kết quả. À, chúng ta thấy rằng là 2A mũ trừ 1 là cái ma trận vuông cấp 1 chứa một phần tử là 1/2. Trong khi đó thì cái ma trận 2A trừ 1 thì chứa một phần tử là số 2. Nó khác nhau. Như vậy chúng ta kết luận mệnh đề sai. À, như vậy là nếu như mà mình muốn chứng minh rằng, mình muốn kiểm tra xem là cái mệnh đề đúng hay sai thì chúng ta phải cho phản ví dụ. Và trong trường hợp này thì chúng ta nên chọn cái A lớn là ma trận vuông cấp 1 là đơn giản nhất. Và các em thấy rằng là cái tính chất mà họ nêu, cái mệnh đề họ nêu á, là sai. À, mình phải thuộc lý thuyết những cái tính chất mà họ liệt kê đó, ba tính chất vừa rồi đó, đó là ba tính chất trong giáo khoa có. Còn những cái phát biểu nào mình thấy nó không có liên quan, không có một cái tí gì dính dấp đến những tính chất đó thì mình, nếu họ hỏi mình đúng hay sai thì mình nên nghĩ đến nó sai và cho phản ví dụ. À, để hiểu rõ hơn thì xin mời các em tiếp tục theo dõi ví dụ 2. Ví dụ 2 nói rằng là nếu A lớn, B lớn, C lớn khả nghịch và chúng cùng cấp thì mệnh đề sau đây đúng hay sai? Người ta cũng hỏi mình cái mệnh đề này đúng hay sai. Họ cho khả nghịch là để có A trừ 1, B trừ 1 và C trừ 1. Còn cùng cấp là để cho cái phép nhân A, B, C, C trừ 1, B trừ 1, A trừ 1, các cái phép nhân này nè, nó tồn tại. Thế chúng ta thấy rằng là trong cái ví dụ 2 á, thì nó có liên quan đến cái ma trận nghịch đảo của ma trận tích. Hồi nãy trong các tính chất, có tính chất nào liên quan đến ma trận nghịch đảo của ma trận tích không? Thì có tính chất số 3. Vừa rồi chúng ta phát biểu rằng là ma trận nghịch đảo của ma trận tích A nhân B thì bằng B trừ 1 nhân A trừ 1. Ma trận nghịch đảo của ma trận tích thì bằng tích của hai ma trận nghịch đảo mà thứ tự được viết ngược lại. Vậy thì ở đây á, là tổng quát lên là tích của ba ma trận
Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng có liên quan đến ma trận nghịch đảo của ma trận tích, nó có liên quan đến tính chất mà chúng ta vừa nêu đấy. Như vậy chúng ta có thể nghĩ đến là mệnh đề này có khả năng là đúng, và đúng thì chúng ta phải chứng minh một cách tổng quát, sai thì lấy phản ví dụ, còn muốn chứng minh đúng là chứng minh một cách tổng quát cho ABC bất kỳ. Chúng ta bắt đầu từ A nhân B nhân C mũ trừ 1. Thì ở đây chúng ta có 3 ma trận nhân nhau. Trên này tính chất thì chỉ có 2 ma trận thôi. Vậy chúng ta sẽ ghép 3 ma trận này thành ra 2 ma trận. Thì do chúng ta có tính chất là phép nhân các ma trận có tính chất kết hợp. Như vậy chúng ta có quyền nhập A nhân B thành ra một ma trận. Ta viết như sau: A nhân B nhân với C mũ trừ 1. Và áp dụng tính chất ở phía trên thì cái này sẽ ra là C mũ trừ 1 nhân với AB tất cả mũ trừ 1. Rồi lại áp dụng nguyên văn tính chất ở phía trên đó, A nhân B mũ trừ 1 là B mũ trừ 1 nhân A mũ trừ 1. Chúng ta có kết quả như thế này. Như vậy chúng ta thấy mệnh đề này đúng. Chúng ta vừa xét hai cái ví dụ để ôn lại các cái tính chất của ma trận nghịch đảo. Dạng toán này đơn giản và dễ. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái dạng toán khó hơn. Dạng toán thứ tư là giải phương trình ma trận. Giải phương trình ma trận thì có nhiều cách làm. Cách thứ nhất là dùng ma trận nghịch đảo để làm. Trong dạng toán này là người ta sẽ cho chúng ta ví dụ hai ma trận A lớn và B lớn. Họ sẽ yêu cầu mình tìm một cái ma trận X lớn thỏa một cái đẳng thức về ma trận. Thì lúc này cái ma trận X lớn của chúng ta đóng vai trò là ẩn, giống như trong cái phương trình. Cho nên cái phương trình đó nó có tên là phương trình ma trận. Thế thì dùng ma trận nghịch đảo để giải một cái phương trình ma trận thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta lấy ví dụ thế này các em này. Ví dụ như chúng ta có cái phương trình là A nhân X bằng B. Ở đây A và B là hai ma trận cho trước, còn X lớn là ma trận mà chúng ta cần phải tìm. Thế nếu như mà ta muốn dùng ma trận nghịch đảo thì ma trận A lớn của chúng ta phải là ma trận khả nghịch, tức là tồn tại khi ma trận A mũ trừ 1. Và lúc này để tìm ma trận X thì chúng ta sẽ làm cho mất cái A lớn này đi, chỉ còn X bằng bao nhiêu thôi. Muốn như vậy thì chúng ta làm như sau. Đây là AX bằng B này. Do A lớn nó có tồn tại cái A mũ trừ 1, cho nên ta sẽ tác động A mũ trừ 1, tức là tác động cái ma trận nghịch đảo của ma trận A vào hai vế của phương trình. Và xin lưu ý các em rằng vì phép nhân hai ma trận nó không có tính giao hoán, cho nên nếu em tác động A mũ trừ 1 vào bên trái của vế trái thì cũng phải tác động A mũ trừ 1 vào bên trái của vế phải. Còn nếu tác động A mũ trừ 1 vào bên phải của vế trái thì bên vế phải ta cũng phải tác động vào phía bên phải. Các em phải lưu ý chỗ này. Ở đây để mất cái A thì tôi sẽ tác động A mũ trừ 1 vào phía bên trái của cả hai vế. Rồi ta có tính chất rằng là A mũ trừ 1 nhân với A thì ra ma trận Y, và ma trận Y nhân với ma trận X thì ra ma trận X. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng là A mũ trừ 1 nhân A coi như mất. Chúng ta còn X bằng A trừ 1 nhân với B. Đó. Như vậy là chúng ta đã chứng minh được rằng là cái phương trình ma trận A nhân X bằng B thì tương đương với X bằng A mũ trừ 1 nhân với B. Như vậy thì bây giờ muốn tìm ma trận X thì chúng ta chỉ còn việc là đi tìm ma trận A mũ trừ 1 được bao nhiêu chúng ta nhân với ma trận B mà họ cho trong cái đề bài. Tìm cái tích này thì chúng ta có được ma trận X lớn. Công việc còn lại nó cũng tương đối dễ các em ha. Bây giờ muốn làm cách thứ hai là giải hệ phương trình tuyến tính thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Người ta cho mình là A nhân X bằng B. Thế thì từ cái đẳng thức A nhân X bằng B này các em này, mình thử xem rằng là cái ma trận X của chúng ta phải có cấp là bao nhiêu thì nó thỏa mãn được tính chất của cái phép nhân hai ma trận A nhân X.
Nghĩa là bước một trong phép thứ hai là chúng ta phải tìm cấp của mặt trận X lớn. Ví dụ như cấp của X lớn là cấp 2, tức là mặt trận X lớn sẽ có chứa tất cả là hai dòng và hai cột, tức là bốn phần tử. Thì khi đó, cái động tác tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm các cái phần tử của mặt trận X lớn. Như vậy thì sau khi tìm cấp của X thì ta đi tìm các cái phần tử của X lớn. Đó là nội dung của phương pháp số 2. À, chúng ta có hai phương pháp như thế này để giải phương trình ma trận. À, có một cái lưu ý các em cần phải nhớ để làm cho nó mau là thế này. Khi mà chúng ta có cái phương trình ma trận A nhân X bằng B, ví dụ như chúng ta đang định dùng cái cách thứ nhất là ma trận nghịch đảo, thì đương nhiên chúng ta phải kiểm tra xem cái A lớn có khả nghịch hay không bằng cách là tính đét của A. Đúng chưa? Mà nếu như đét của A mà nó bằng 0, nếu A là ma trận vuông mà em kiểm tra thấy định thức của ma trận A nó bằng 0, thì tôi khuyên các em nên tính luôn định thức của ma trận B. Để làm gì? Để nếu như mà định thức của ma trận B nó khác 0, thì lúc đó mình có thể kết luận ngay là cái phương trình ma trận A nhân X bằng B nó vô nghiệm. Tại sao như vậy? Là bởi vì nếu det A mà bằng 0 thì ta biết rằng det của A nhân X thì bằng det A nhân det X. Mà det A bằng 0 cho nên det của A nhân det của X, tức là det của A nhân X bằng 0. Mà trong khi đó det của B khác 0, nghĩa là vô nghĩa. Nó vô lý. Det của A nhân X khác det của B. À, đây là cái chú ý. Nếu AB vuông mà có det A bằng 0 và det B khác 0 thì phương trình A nhân X bằng B vô nghiệm. Lúc đó là sau khi kiểm tra cái định thức của A và B, chúng ta kết luận ngay, không cần tính toán gì cả. Nè, các em lưu ý chỗ này. Thế bây giờ để nắm vững hơn hai cái phương pháp 1 và 2, chúng ta lần lượt xét các cái ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất là tìm ma trận X để cho A nhân X bằng B. Trong đó A họ cho là một cái ma trận vuông cấp 3 và B cũng là ma trận vuông cấp 3. Thế chúng ta thấy nè, hai ma trận vuông này bây giờ để làm cách thứ nhất thì chúng ta sẽ tính det của A. Tại vì ta muốn dùng ma trận nghịch đảo thì det A nó phải khác không? Ta tính thử det của A. Thì ma trận vuông A lớn là ma trận vuông cấp 3. Thì ta nhớ lại là ma trận vuông cấp 3 thì muốn tìm ma trận nghịch đảo của nó thì chúng ta hoặc là xem thử nó có gì đặc biệt không. Tức là có dòng có cột nào bằng 0 không? Có dòng có hai dòng hai cột nào bằng nhau, hai dòng hai cột nào tỷ lệ không? Nếu có thì định thức của nó bằng 0. Hoặc là nếu A lớn mà là ma trận tam giác thì định thức của nó bằng tích các phần tử trên đường chéo chính. Còn nếu mà không dùng được cái trường đặc biệt thì chúng ta sẽ tìm cách đưa nó về định thức của ma trận đặc biệt. Hoặc là chúng ta sẽ khai triển theo một dòng hoặc một cột nào đó. Nếu chọn cách khai triển theo dòng, theo cột thì chúng ta sẽ chọn cách khai triển theo dòng hoặc cột nào mà có chứa nhiều số 0 để việc tính toán nó nhanh. Hoặc là chúng ta có thể dùng khai triển Laplace, hoặc là chúng ta nhớ cái tính chất rằng là định thức của ma trận A thì bằng định thức của ma trận chuyển vị của nó. À, chúng ta có 4 cách để xử lý cái việc tìm det của A trong trường hợp A là một cái ma trận vuông cấp lớn hơn hoặc bằng 3 mà chúng ta đã học trong tuần trước. Thế trong trường hợp này thì tôi quyết định là sẽ tính định thức của A bằng cách là khai triển theo cột thứ nhất, tại vì tôi thấy cột thứ nhất nó có chứa nhiều số 0. Thế thì det A bằng thế này nè, khai triển theo cột thứ nhất thì det A nó bằng trừ 1. À, trừ 1 này là phần tử nằm ở dòng thứ 3 cột thứ nhất. Cho nên trừ 1 này sẽ nhân với cái định thức cấp 2 mà chúng ta bỏ đi cái cột thứ nhất và dòng thứ 3, tức là bỏ dòng và cột mà đi ngang qua cái phần tử này. Đó là định thức cấp 2, 2 trừ 1, 6 trừ 3. Chúng ta lấy cái phần còn lại nè. Và định thức cấp 2 thì tính hết sức đơn giản, ta lấy tích hai phần tử trên đường chéo chính trừ đi tích hai phần tử trên đường chéo phụ
tức là lấy trừ 6 mà trừ cho trừ 6. Như vậy là delta A bằng 0. Và vừa rồi tôi có nói với em rằng là chúng ta cần phải nhớ cái chú ý là khi mình dự kiến rằng là mình sẽ giải bài này bằng cách thứ nhất là dùng ma trận nghịch đảo, thì trước hết chúng ta kiểm tra cái delta A. Mà thấy delta A bằng 0 thì chúng ta nên tính delta B. Nếu delta B mà bằng 0 thì phương trình có thể là có nghiệm. Nhưng nếu delta B khác 0 thì chắc chắn phương trình vô nghiệm. Thế ở đây em thấy nè, ma trận B của chúng ta là ma trận tam giác, cụ thể là ma trận tam giác dưới. Vậy thì delta B tính rất dễ, nó bằng tích các cái phần tử trên đường chéo chính. B là một cái ma trận Bohn đặc biệt. Delta B bằng 20, mà 20 thì khác 0. Như vậy theo chú ý hồi nãy, cái phương trình A nhân x bằng B mà delta A bằng 0 và delta B khác 0 cho phép chúng ta kết luận rằng cái phương trình này vô nghiệm. Như vậy là qua cái ví dụ 1, nó nhắc lại một lần nữa cho chúng ta cần phải nhớ cái chú ý khi giải cái phương trình ma trận A nhân x bằng B. Trong trường hợp mà chúng ta tính được delta A bằng 0 thì tính luôn cái delta B. Nếu may mắn delta B khác 0 thì chỉ việc kết luận phương trình đã cho vô nghiệm. Tìm x để cho a nhân x bằng b. Câu hỏi vẫn như hồi nãy, phương trình ma trận của chúng ta vẫn là phương trình a nhân x bằng b, với a bây giờ là một cái ma trận Bohn cấp 2, hồi nãy là ma trận Bohn cấp 3, và b là một ma trận Bohn cấp 2. Thế ma trận Bohn cấp 2 thì được tính định thức nó hết sức đơn giản, lấy tích hai phần tử trên đường chéo chính trừ tích hai phần tử trên đường chéo phụ. Và các em nhìn vô em thấy ngay đúng không? Delta của A bằng mấy nè? Có phải là bằng 5 không? Khác không? Như vậy là bài này có thể giải bằng phương pháp 1 dùng ma trận nghịch đảo. Và để cho nắm được cả hai phương pháp thì có lẽ bài này tôi sẽ giải cho các em xem bằng cả hai phương pháp luôn. Vừa dùng ma trận nghịch đảo, vừa dùng cái cách là giải hệ phương trình biến tính. Chúng ta xét cách thứ nhất. Cho tính delta A trước, rất dễ, thấy là delta A bằng 5, trừ 1 nhưng trừ 2 là cộng 2 nè, trừ cho trừ 3 là 5. Delta A bằng 5 khác 0, vậy chúng ta có A trừ 1. Thì A mũ trừ 1 như đã nhắc lại hồi đầu giờ, rằng là muốn tìm ma trận nghịch đảo của một cái ma trận Bohn cấp 2 thì chúng ta làm như sau. A mũ trừ 1, công thức của nó là 1 chia cho định thức của ma trận A, tức là 1 phần 5, đem nhân với một cái ma trận Bohn cũng cấp 2 giống như A, mà ma trận Bohn này được suy ra từ A bằng cách là chúng ta đổi chỗ hai cái phần tử trên đường chéo chính của A, đổi số trừ 1 ở vị trí này xuống vị trí A22, đổi trừ 2 lên đây, đổi vị trí hai phần tử trên đường chéo chính. Còn hai cái phần tử trên đường chéo phụ này nè, 1 trừ 3 này nè, chúng ta đổi dấu trừ 3 thành cộng 3 và số 1 thành trừ 1. Như vậy chúng ta tìm được A mũ trừ 1. Lúc đó, cái phương trình của người ta hỏi cho mình là A nhân x bằng B. Chúng ta tìm x bằng cách là chúng ta tác động A mũ trừ 1 vào hai vế của phương trình. Rồi. Mà a trừ 1 nhân a thì bằng y, y nhân x thì bằng x. Rồi, như vậy chúng ta có x thì bằng a trừ 1 nhân với b. A trừ 1 có rồi, b cũng cho rồi. Như vậy tính tích của hai ma trận này thì ta được ma trận x. X bằng a trừ 1 nhân b. Chúng ta viết a trừ 1 ra. Nhân với b. Để bài cho ta giữ lại 1 phần 5. Rồi ta lấy hai ma trận này nhân với nhau các em. Nhân hai ma trận, phần tử nằm ở dòng thứ nhất, cột thứ nhất của ma trận tích thì bằng lấy dòng 1 của ma trận trước nhân cột 1 của ma trận sau.
lấy trừ 2 nhân với 1 cộng với 3 nhân với 0. Vậy chỗ này là trừ, trừ 2. Dòng 1 cột 2 vị trí này, lấy dòng 1 mặt trận trước nhân cột 1 cột thứ 2 của mặt trận sau, lấy trừ 2 nhân với 2 là trừ 4 cộng với 3 nhân 1 là 3. Như vậy chỗ này là trừ 1. À, cứ làm tương tự như vậy thì em có được cái phần tử nằm ở vị trí này và vị trí này. Trừ 1 nhân 1 là trừ 1 cộng với trừ 1 nhân 0, ở đây là trừ 1, và chỗ này sẽ là số trừ 3. Như vậy là chúng ta kết luận x bằng nhân 1 phần 5 vào, nhân một số với một ma trận. Ta lấy số đó nhân với tất cả các cái phần tử của ma trận, ta được là trừ 2 phần 5, trừ 1 phần 5. Nhân 1 phần 5 vào cho nên là trừ 1 phần 5, và chỗ này là trừ 3 phần 5. Chúng ta vừa giải xong cái ví dụ này bằng cách thứ nhất, tức là cái cách dùng ma trận nghịch đảo. Như vậy rõ ràng là em thấy mình muốn dùng cái cách ma trận nghịch đảo thì em phải nắm vững cái phương pháp tìm ma trận nghịch đảo của một cái ma trận. Em phải nhớ rằng là ma trận vuông cấp 1 thì ma trận nghịch đảo tìm như thế nào. Nếu ma trận của chúng ta là cấp 2 thì ma trận nghịch đảo ra làm sao, rồi cấp 3 trở lên thì tính như thế nào. Bây giờ chúng ta thử làm bài này bằng cách thứ hai, tức là giải hệ phương trình tuyến tính. Cách thứ hai, chúng ta có phương trình là a nhân x bằng b, với a và b tôi viết lại. Thế muốn giải cái phương trình a nhân x bằng b bằng cách thứ hai thì chúng ta làm cái gì nè? Chúng ta sẽ làm hai bước. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm cấp của x lớn thỏa mãn cái phương trình này. Sau đó chúng ta suy ra cái dạng của ma trận x lớn và đi tìm các cái phần tử của ma trận x lớn này. Thế nếu mà a lớn là cấp 2, b lớn cũng cấp 2 thì lúc đó cấp của x lớn sẽ là cấp gì nè? 2 nhân 2. À, 2 dòng 2 cột. Mà nếu là cấp 2 thì ma trận x của chúng ta sẽ là một cái ma trận có 2 dòng 2 cột, mà các cái phần tử của nó tôi ký hiệu là x, y, z và t. Như vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm x, y, z, t, tức là đi tìm các cái phần tử của ma trận x lớn này. Chúng ta đi tìm phần tử của x lớn. Đây là ma trận A lớn này, để cho nhân với ma trận x lớn này bằng ma trận B. A nhân x bằng B. Thế ta tính tích của hai ma trận này, ta cho bằng cái ma trận bên tay phải. Và hai ma trận mà nó bằng nhau thì các cái phần tử tương ứng nó bằng nhau. Như vậy là từ cái đẳng thức về ma trận này, chúng ta sẽ rút ra được một cái hệ phương trình tuyến tính sau đây. Cái số 1 này các em nè, nó ở đâu mà có? Số 1 này nó là phần tử nằm ở dòng 1 cột 1 của ma trận tích. Vậy thì có phải nó chính là mình lấy cái dòng 1 của ma trận trước nhân với cột 1 của ma trận sau không? Tức là cái số 1 này chính là trừ 1 nhân x trừ 3 nhân với z. Có nghĩa là ta có 1 bằng trừ x trừ 3z. Tiếp tục. Số 0. Số 0 trong ma trận tích này nó là phần tử nằm ở dòng thứ 2 và cột thứ nhất của ma trận tích. Thì chúng ta sẽ lấy dòng 2 nhân với cột 1. Có nghĩa là cái số 0 nó bằng gì nè? 1x trừ 2z, tức là x trừ 2z. Em theo kịp không? Tiếp tục. Đến cái phần tử số 2 này. Phần tử số 2 này nè, nó nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ hai của ma trận tích. Cho nên số 2 này nó bằng nè, ta lấy dòng 1 của ma trận trước nhân với cột thứ hai của ma trận sau, trừ 1 nhân y trừ 3 nhân với t. Như vậy chỗ này chúng ta có trừ y trừ 3t bằng 2. Cuối cùng là số 1 nằm ở dòng thứ hai cột thứ hai, thì số 1 này nó sẽ bằng lấy dòng 2 của ma trận A nhân với cột thứ hai
của matrix X lớn em có là 1 nhân y trừ 2 nhân t, ta được là y trừ 2t bằng 1. Như vậy là các em thấy này, từ cái phương trình matrix chúng ta chuyển nó về một cái hệ phương trình tuyến tính. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ việc giải cái hệ phương trình tuyến tính này, ta tìm ra được x, y, z, t. Mà biết x, y, z, t thì chúng ta biết được cái matrix X lớn là bao nhiêu. Đây là cái hệ ban đầu của chúng ta, chúng ta giải nó ra. Thì giải cái hệ này nè các em, ví dụ như là em muốn tìm x với z thì em giải hai phương trình số 1 với số 2. Muốn tìm y với t chúng ta giải hai phương trình cuối. Chẳng hạn như là từ hai phương trình này nè, chúng ta cộng lại với nhau thì trừ x cộng x mất. Chúng ta có trừ 3z với trừ 2z là trừ 5z bằng 1. Trừ 5z bằng 1, suy ra z bằng trừ 1 phần 5. Z bằng trừ 1 phần 5 chúng ta thế vào phương trình này, ta được là trừ 2z tức là cộng 2 phần 5. Chuyển vế ra x bằng trừ 2 phần 5. Đó, ví dụ như vậy đó, thì tìm ra được x là trừ 1 phần 5 và z là bằng trừ 2 phần 5. Làm tương tự cho hai phương trình phía sau thì chúng ta sẽ biết được y với t. À, cụ thể là chúng ta có x là trừ 2 phần 5, y là trừ 1 phần 5, z bằng trừ 1 phần 5 và t là trừ 3 phần 5. Như vậy chúng ta kết luận rằng là matrix X lớn cần tìm là trừ 2 phần 5, trừ 1 phần 5, trừ 1 phần 5, trừ 3 phần 5. À, kết quả này nó giống như là ở trong cách thứ nhất. À, các em thấy là qua cái ví dụ thứ hai đi giải cái phương trình matrix A nhân x bằng b, và chúng ta có thể giải nó bằng hai cách, dùng matrix nghịch đảo hoặc là chuyển từ cái phương trình matrix sang cái việc giải một cái hệ phương trình tuyến tính. À, để các em làm quen thêm với lại hai phương pháp này thì tôi đề nghị chúng ta xem xét tiếp cái ví dụ thứ ba. Tìm x để cho x nhân a bằng b với a và b là hai cái matrix vuông cấp 2. Thế các em thấy rằng là cái ví dụ 3 nó khác ví dụ 2 chỗ nào? Nó khác ở cái chỗ rằng là hồi nãy á, thì chỗ này là a nhân x bằng b, còn bây giờ là x nhân a bằng b. Nếu là số á, thì là a nhân x hay là x nhân a gì thì nó cũng vậy thôi, tức là hai cái phương trình này nó y như nhau. Nhưng vì phép nhân hai matrix nó không có tính giao hoán, cho nên cái chuyện mà a nhân x là nó khác x nhân a. Đó là lý do vì sao mà chúng ta nên xét cái ví dụ 3 sau khi xét ví dụ số 2. À, để thấy là cái cách làm nó có hơi khác nhau một tí. À, và để tập làm quen thì trong cái ví dụ số 3 chúng ta cũng sẽ làm bằng hai cách, dùng matrix nghịch đảo và dùng cách là giải hệ phương trình tuyến tính. Cách thứ nhất, dùng matrix nghịch đảo thì chúng ta làm như sau. À, chúng ta có cái phương trình matrix là x nhân a bằng b. Đây, x nhân a bằng b. Bây giờ ta kiểm tra xem nè, cái matrix A lớn của chúng ta nó có định thức là 2 cộng 3 là 1 khác không? Như vậy là bài này có thể giải bằng cách dùng matrix nghịch đảo. Tức là lúc này cái matrix A lớn của chúng ta nó có a trừ 1. Vậy thì để tìm x, tôi sẽ tác động a trừ 1 vào hai vế của phương trình. Và để mất a, mất cái a này, thì tôi sẽ tác động a trừ 1 vào bên phải của hai vế. Trong ví dụ 2 á, tại vì a nằm bên trái, nên tôi tác động a trừ 1 vào bên trái của hai vế. Còn bây giờ là tác động a trừ 1 vào bên phải của hai vế. Và xin lưu ý lại một lần nữa là khi em tác động a trừ 1 vào bên phải của vế bên tay trái, thì em cũng phải tác động a trừ 1 vào bên phải của vế bên phải. Nghĩa là làm thế này đây. Đó, tác động a trừ 1 vào. Thì theo định nghĩa đó, matrix A nhân với matrix nghịch đảo của nó thì ra matrix Y. Tích này là Y. Y nhân với X, X nhân với Y bằng nhau và bằng X. Như vậy lúc này A nhân A trừ 1 coi như mất. Chúng ta còn X bằng B nhân A mũ trừ 1. B có rồi, có A, ta tính A trừ 1.
ta lấy b nhân với a trừ 1 thì ta được mặt trận x lớn. Như vậy chúng ta sẽ tính này, từ a lớn chúng ta tính a trừ 1 như sau. Công thức giống như hồi nãy mới nhắc lại, 1 trên định thức của mặt trận A tức là 1, tức là cái này là 2 cộng với 3 là 5, là định thức của A, không phải là 1 mà là 5. Như vậy thì A mũ trừ 1 là bằng 1 trên định thức của A tức là 1 phần 5, đem nhân với cái ma trận được suy từ ma trận A lớn bằng cách đổi chỗ hai phần tử trên đường chéo chính, trừ 1 xuống nằm vị trí này, trừ 2 lên đây. Hai phần tử trên đường chéo phụ chúng ta đổi dấu, trừ 3 thành 3 và chỗ này là trừ 1. Chúng ta sẽ lấy B nhân với A mũ trừ 1. Chúng ta viết lại ma trận B, ma trận màu hồng, nhân với A trừ 1 là 1 phần 5 lần cái ma trận phía sau này. Và chúng ta tính rất dễ thôi, lôi 1 phần 5 ra phía trước. Rồi, hai ma trận này chúng ta đem nhân với nhau. Rồi, cũng giống như hồi nãy chúng ta thực hiện phép nhân hai ma trận. Ta lấy 1 nhân với trừ 2 cộng với 2 nhân với trừ 1. Vị trí đầu tiên của chúng ta là số trừ 4. Cái vị trí này thì chúng ta lấy 1 nhân trừ 3 cộng với 2 nhân với trừ 1, tức là trừ 5. Vị trí này, dòng 2, cột 1, ta lấy dòng thứ 2 nhân cột thứ nhất. Lấy 0 nhân với trừ 2 là 0 cộng với 1 nhân với trừ 1. Như vậy chỗ này ta được là trừ 1. Lấy dòng 2 nhân cột 2, 0 nhân trừ 3 là trừ 3 cộng với 1 nhân trừ 1. 0 nhân với trừ 3 xin lỗi là 0 cộng với 1 nhân với trừ 1. Như vậy chỗ này chúng ta được là trừ 1. Và chúng ta nhân 1 phần 5 vào hoặc để nguyên như vậy cũng được. Thì đây chính là ma trận X cần tìm. Chúng ta vừa giải cái ví dụ này bằng cách thứ nhất, tức là dùng ma trận nghịch đảo. Bây giờ chúng ta sẽ làm cách thứ hai. Chúng ta có x nhân a bằng b. Thế cũng lập luận rất là dễ về cấp của x. Giống như là trong cái ví dụ số 2, thì do a là ma trận vuông cấp 2, b cũng là ma trận vuông cấp 2, như vậy x lớn của chúng ta là một cái ma trận vuông cấp 2. X lớn là ma trận vuông cấp 2 thì nó có dạng như thế này. Chúng ta đem nhân với lại ma trận A lớn và nó bằng ma trận B. Rồi em nhân nó vào. Em nhân nó vào thôi. Em giải nó ra giống y như là ví dụ 2, cho nên chỗ này tôi không viết lại hệ phương trình. Tôi giải ra luôn. Như vậy chúng ta có nè, x lớn của chúng ta là 1/5 ma trận này, giống như là cách 1. Chúng ta qua ví dụ thứ tư, tìm x lớn thỏa cái hệ phương trình sau đây. Em thấy là a lớn là và b lớn không phải là ma trận vuông, như vậy là bài này không thể giải bằng cách dùng ma trận nghịch đảo. Như vậy chúng ta giải nó bằng hệ phương trình tuyến tính. Như vậy chúng ta lập luận về cấp của x, thì chúng ta thấy rằng là a lớn là 1 2, b lớn là 1 2, thì từ a lớn là cấp 1 2 thì ma trận chuyển vị của nó là cấp 2 1. Và từ đây mình thấy rõ ràng x lớn của chúng ta phải có cấp là bao nhiêu? Có phải x lớn của chúng ta có cấp là 2 nhân 2. Như vậy nó có dạng là x, y, z, t. Rồi, biết tìm cái gì nữa? Tìm phần tử của nó. Đây là ABC. Ta mới thế vào. Đây là x. Đây là a nhân x bằng b. Dưới này chúng ta có x nhân với ma trận chuyển vị của ma trận A. A là 1, 2 thì chuyển vị là 1, 2 biết chặn cột bằng ma trận C. Từ phương trình tích các ma trận chúng ta chuyển về hệ phương trình tuyến tính. Chúng ta có nè, 1 nhân x là x là cộng 2z bằng 2 nè. Chúng ta có y nhân với 2t thì bằng 3. Ở dưới này chúng ta có x cộng 2y thì bằng 4. Và chúng ta có z cộng 2t bằng 2. Chúng ta giải này ra, chúng ta được x bằng 2, y bằng 1, z bằng 0 và t bằng 1. Như vậy thì ma trận x lớn của chúng ta là x, y, z, t, x thế bằng 2.
Y thế bằng 1, Z thế bằng 0 và T chúng ta thế bằng 1. Chúng ta tìm được mặt trận X lớn. Các em thân mến, như vậy là trong cái buổi học hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về hai dạng toán tiếp theo của mặt trận nhiệt đảo, đó là các dạng toán liên quan đến tính chất của mặt trận nhiệt đảo và dạng toán là giải cái phương trình mặt trận. Trong tiết học sau chúng ta sẽ tiếp tục làm các cái phần còn lại liên quan đến mặt trận nhiệt đảo và mặt trận. Buổi học này đây là kết thúc. Thân ái chào các em.